cắt bỏ hai bàn chân và các ngón tay do ăn rồi lợn mua ngoài chợ. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhân đới Trung ương Hà Nội, đơn vị vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân mắc liên cầu lợn rất nặng, phải thở máy, sốc nhiễm trùng, suy đạt tạng, buộc phải cắt bỏ hai bàn chân và các ngón tay ở cả hai bàn tay. Bệnh nhân là ông DVT, 39 tuổi, đến từ Nghệ An. Ông Tê có tiền sử bị gút phát hiện cách đây 7 năm và điều trị thuốc không thường xuyên. Ông Tê có sở thích hay ăn nem, chạo, thịt lợn sống. 4 ngày trước khi nhập viện, gia đình ông Tê mua lòng lợn ở ngoài chợ về ăn. Ông Tê có ăn miếng rồi lợn. Một ngày sau, ông Tê sốt 39-40 độ, mệt nhiều, đi khám tại phòng khám tư, chuẩn đoán sốt virus, kê đơn hạ sốt về uống. Tuy nhiên tình trạng sốt không cải thiện, trên người bệnh nhân xuất hiện các nốt ban dày đặc. Ngày 14 tháng 10, ông Tê được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng sốt cao liên tục, xuất hiện ban hoại tử tăng dần vùng đầu chi, mũi mặt, chuẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do liên cầu và được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Tại đây, bệnh nhân được chuẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Streptococcus suis, vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn và bệnh gút, được chỉ định đặt ống nội khí quản thở máy. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, phải can thiệp thở máy, lọc máu. Hiện tại, bệnh nhân đã thoát được cơn nguy kịch, tuy nhiên các đầu chi ngón tay, ngón chân đã bị hoại tử. Sau 7 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển sang khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình và thần kinh cột sống để phẫu thuật tháo khớp các chi hoại tử ở tay và chân. Sau khi hội chuẩn, bệnh nhân đã được tiến hành mổ cấp cứu để loại bỏ phần hoại tử. Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ hai bàn chân và phần ngón ở hai bàn tay. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 15 ca mắc liên cầu lợn, trong đó có 2 ca tử vong. Các ca bệnh chủ yếu đều liên quan đến giết mổ, ăn tiếp canh hoặc các đồ ăn từ thịt lợn chưa nấu chín, hoặc một số trường hợp tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh thông qua các tổn thương, chảy xước trên da khi giết mổ, chế biến thực phẩm. Theo cục y tế dự phòng hiện có 2 tuyếp liên cầu lợn. Tiếp 1 hay gây dịch bệnh lẻ tẻ ở các đàn lợn dưới 8 tuần tuổi. Tiếp 2 gây bệnh ở nhiều lứa tuổi khác nhau của lợn. Tiếp 2 thường gây bệnh ở thịt lợn với các dấu hiệu viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phổi, bại huyết, bệnh đường tiêu hóa, viêm khớp, xuất huyết ở da, gây sảy thai và chết đột tử ở lợn. Streptococcus suis tiếp 2 gây bệnh chủ yếu cho người. Tỷ lệ tử vong do liên cầu lợn gây ra khoảng 7%. Đây là bệnh nguy hiểm, vì nếu nhiễm loại vi khuẩn này mà không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ bị viêm màng não, nhiễm trùng huyết gây choáng và có thể để lại những di chứng nặng nề với 60% bị ủ tay, giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn không hồi phục. Vì vậy, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo do hiện nay chưa có vaccine phòng nhiễm liên cầu khuẩn lợn cho người. Tuy nhiên, vi khuẩn gây bệnh liên cầu khuẩn lợn hoàn toàn bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu chín kỹ để phòng bệnh liên cầu lợn theo thạc sĩ bác sĩ phạm văn phúc người dân nên chọn mua thịt lợn đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường xuất huyết hoặc phù nề đặc biệt phải nấu chín thịt lợn khi ăn không ăn lợn chết không ăn các món ăn tái đặc biệt là tiết canh lợn những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống phải giữ các dụng cụ chế biến ở nơi sạch sẽ rửa sạch tay và các dụng cụ chế biến sau khi tiếp xúc chế biến thịt lợn dùng riêng các dụng cụ chế biến thịt sống và chín